Khả năng phim của Lý Hải bị lật đổ, ở tuần thứ ba trụ rạp, Lật mặt 7, một điều ước của Lý Hải vẫn chưa giảm nhiệt. Nhiều khả năng phim có thể vượt mốc 400 tỷ đồng trong vài tuần tới, sau mai của trấn thành, Lật mặt 7, một điều ước, Lý Hải đạo diễn, là phim Việt tiếp theo tạo được kỳ tích tại phòng vé. Tính đến hiện tại, tác phẩm thu về hơn 355 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu thương hiệu Lật mặt lên mức hơn 1.000 tỷ đồng, với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng Lật mặt 7 có thể vượt mốc 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, phim sẽ gặp nhiều khó khăn trước sự đổ bộ của loạt phim ngoại, bao gồm các bom tấn hè đến từ Hollywood, hành tinh khỉ, vương quốc mới cũng được xem là bom tấn có khả năng cản đường lật mặt 7 ở tuần thứ tư trụ rạp. Trong ngày đầu ra mắt, phim thu được gần 7 tỷ đồng tại Việt Nam. Con số này không quá lớn nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu phim của Lý Hải, các phần trước của thương hiệu này đều tạo nên những cú nổ tại phòng vé, với tổng doanh thu 3 phần gần nhất đã vượt mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Do đó, nhiều khả năng phần mới nhất cũng sẽ ăn nên làm ra vì nhà sản xuất đang rục trịch lên kế hoạch thực hiện các phần tiếp theo. Một dự án khác cũng được chú ý là ato chú chó kiên cường có tài tử mát quan bớt đóng chính kim sản xuất. Nội dung phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về mối quan hệ kỳ lạ giữa một tay đua thể thao mạo hiểm chuyên nghiệp và một chú chó đường phố tốt bụng tên ato Đáng tiếc, dự án lại không được quảng bá tốt nên chưa hút khách tại thị trường Việt Nam. Tính đến hiện tại, Arthur, Chú chó kiên cường thu chưa đến 300 triệu đồng ở nước ta, đối đầu phim của Lý Hải còn có loạt phim kinh dị như Taro, Ổ Nhện, Đoàn Tàu Cõi Âm. Xong, các phim đều đạt doanh thu không cao, nổi bật có Taro từng vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Box Office Việt Nam tuần trước với gần 3 tỷ đồng.